Sếp chụp em đẹp đẹp đi nha. Tháo cái ta đi. Cái dây này dây mát nhá, nhớ cái màu xanh xanh vàng này. Đó, xanh vàng là dây mát này, tất cả các máy này. Đưa cái máng, đề máng đưa ra đi, tháo cái máng ra đi xem nào. Rửa sạch sẽ vào. Vàng xanh là mát. Ốc nhái tháo từng con một. Cái mạch để lúc ra kìa, tì phát cái mạch bây giờ. Vứt hết đi. Để gọi mà không làm được việc để phá hoại một việc bây giờ thì bọn nhau. À, cái biến thế này ra 12V này, đây nguồn vào này, đây đỏ vào này, hai dây ra này, cảm biến phòng này, cảm biến ga này, cảm biến đồng này, còn lại biến đồng này, đây cũng là dây mát này, thấy chưa? Dây nguồn vào, à, đây là nguồn vào, này. Tháo này ra này, ốc nó đây có lẫy bên này này, nhìn thấy lẫy bên này mạnh này, lẫy này đấy, bột phát ra, đây là lẫy bắt, cái lẫy nó bắt cái cục, ấy là cục kỹ thuật này, tháo này ra đi, tuấn hãy tháo kỹ thuật ra, nếu tôi biết ra sao. Mày không cần đổ nước đâu, đổ nước làm gì? Không phải đổ nước. Ờ. Từ ốc đấy tháo đâu liên tinh. Tháo rồi. Ờ. Lấy này, làm nhẹ nhàng thôi. Làm không tí nó gãy mẹ kêu như mấy cày nhức đầu. Làm phải mạnh dạn. Dạn mạnh cục rồi. Rồi. Làm cái cục xúc lên. Đó, đây. Bộ phận dàn ảnh đây. Quạt này, với quạt đất dây à? Quạt đây có mua cái dây này nó rồi. Ờ, rồi ok, tháo hết ra đi. Để cho anh em mày để chiêm nghiệm cái quả mặt lạnh điều hòa. Giữ ra, vừa học vừa sửa. Bên kia xong lẫy bên kia, lẫy bên kia. Cứ nhẹ nhàng thôi, không tí lẫy đút vào rồi dò nước giờ không ai sửa đâu. Mạnh chưa? Mạnh thôi thì đâu. Tháo hết cá ra đi. Chút này xong đưa hẳn ra ngoài. Đấy, máng đây mà. Chút để nguyên thì đưa đây ra. Đây xem nào. Đấy. Mang nước nha. Anh em quạt nhá. Rồi. Đấy, rồi. Tháo dàn lạnh ra trước đi, tháo dàn lạnh ra. Được rồi đó. Tháo dàn lạnh ra, thông ra tháo quạt ra. Là tủ đây, đây. Đây. Đi anh đặt trên hồ đi ra. Tháo dàn lạnh ra. Này anh em tháo dàn lạnh ra. Xịt rửa bảo dưỡng. Đang ngâm cứu. Xem bên kia còn ốc không? Kiểm tra hết. Không thể bình tĩnh được nữa rồi. Đây cục nóng. Lốc anh em nhìn đi lốc chưa? Bồ xả mát này, anh gọi bồ tích dầu này. Quạt nó mát. Anh em cần thiết sửa chữa thì liên hệ với Đinh Văn Mạnh nha. Quê quán Lao Xìn. Quê quán Lao Xìn. Đấy, dàn lạnh đây, anh em thấy đang tháo một bộ ra để bảo dưỡng. Rất bài bản nhẹ nhàng thôi. Đấy. Được rồi. Bốn con vít mà. Ok, đấy. Anh em nhìn thấy. Kết thúc.